làm bảo vệ hay là một người thầy giảng dạy thì cái tư cách của mình là làm đầu. Hơn 30 năm với công việc bảo vệ, ông Nguyễn Văn Cao đã trở thành người quen của thầy và trò ngôi trường này. Thế nhưng khi kim đồng hồ điểm 17 giờ, cũng là lúc người ta nhìn thấy một hình ảnh khác. Võ sư Văn Cao trong trang phục Aikido chuẩn bị lớp học từ chính chu để đón các võ sinh. Nếu tôi làm bảo vệ thì tôi chân chất tôi bị bảo vệ và coi như giữ gìn tài sản. Còn nếu tôi đã là trên cương vị người thầy thì tôi phải dạy cái những kiến thức mà tôi có học được. Từ những năm 1999-2000, lớp võ đầu tiên ra đời dành cho đoàn thanh niên. Đến tháng 4 năm 2008, nhà trường đã quyết định thành lập câu lạc bộ võ thuật Aikido miễn phí do thầy Cao đứng lớp. Học viên của lớp đủ mọi lứa tuổi thành phần, từ trẻ em, sinh viên cho đến công chức và người cao tuổi. Thành viên của sân rất là thân thiện và các huấn luyện viên như là thầy Cao, thầy Hiệp có cái cách truyền đạt rất là mô phạm, do đó cho tới bây giờ thì mình vẫn theo cái sân này. Tôi cũng mong rằng những người học trò tôi sau này khi mà tôi không còn dạy nữa thì họ sẽ đứng ra cái lớp để truyền đạt những cái tinh túy của Aikido cho mọi người.